nhận ra chân lý cuộc đời từ lời răn của Phật. Trong sạch và dơ bẩn cũng đều tùy thuộc vào nơi mình. Không ai có thể làm cho người khác trong sạch hay dơ bẩn. Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi chính tâm trí của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nghĩ. Người chinh phục chính mình còn vĩ đại hơn 1000 lần người chinh phục ngàn người trên chiến trường. Nếu không tìm thấy ai để hỗ trợ trên con đường tâm linh, hãy đi một mình. Không ai đồng hành với người chưa trưởng thành cả. Không có nỗi sợ hãi với những ai tâm trí không ngập tràn ham muốn. Nếu có điều gì đáng làm, hãy làm nó bằng tất cả trái tim. Chính bạn phải phấn đấu, các chư Phật chỉ vạch ra con đường. Những ai phá hủy được cội nguồn của sự ghen tị sẽ luôn bình yên trong tâm hồn. Không có sự ô nhiễm nào lớn hơn sự thiếu hiểu biết. Thế gian đau buồn bởi cái chết và sự tan rã. Nhưng người khôn ngoan không đau buồn vì họ nhận ra bản chất của thế giới. Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta nói điều hay. Người khôn ngoan là những người kiên nhẫn và không bị ràng buộc bởi hận thù và sợ hãi. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. Người không cao quý làm tổn thương đến các sinh vật sống. Người cao quý không làm tổn thương ai cả. Như cây nến không thể cháy mà không có lửa, người không thể sống nếu không có đời sống tâm linh. Nếu tìm thấy một nhà phê bình khôn ngoan để chỉ ra những lỗi lầm của mình, hãy làm theo anh ta vì bạn sẽ được hướng dẫn đến kho tàng bí ẩn. Bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. Khi đang sống trong bóng tối, tại sao bạn không đi tìm ánh sáng? Bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. Người có trí tuệ hãy thổi bay những cấu uế của bản thân mình như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã của chất bạc. Từng chút một, từng cái một và từng lúc một. Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác, bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. Người khôn ngoan có tính kỷ luật về thân, khẩu, ý. Họ thực sự kiểm soát rất tốt những điều đó. Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình, kiên quyết rèn luyện mình để có được sự bình yên. Thiền định mang lại sự thông tuệ, không thiền định sẽ dẫn đến vô minh. Hiểu rõ những gì dẫn dắt bạn hướng về phía trước, những gì cản trở bạn và lựa chọn con đường dẫn đến sự thông tuệ. Hãy cho đi, ngay cả khi bạn chỉ có một chút. Hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách đó. Đừng lãng phí một phút giây nào, những phút giây lãng phí sẽ khiến bạn đi thụt lùi. Nếu bạn quên niềm vui của cuộc sống và bị mắc kẹt trong những thú vui của thế gian, bạn sẽ ghen tị với những người đặt thiền định làm đầu. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào người thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn, vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung, lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.
lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận, lấy hiền lành để thắng hung dữ, lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam, lấy chân thật để thắng giả dối. Lửa giận hờn một khi đã phát ra có thể đốt cháy và làm tiêu tan muôn mẫu núi rừng công đức. Hận thù diệt hận thù là điều không thể có. Tình yêu diệt hận thù là định luật ngàn thu. Ác khẩu mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô. Bạn hãy nghĩ họ chính là thiện tri thức của bạn. Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ. Vì sao vậy? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế. Biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. Vì vậy hãy cứ lương thiện dù bị chê là khù khờ bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chúc quý vị sức khỏe, an nhiên. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo.